Mệt quá, mệt quá. Anh bò, sao hôm nào tôi cũng thấy anh mệt mỏi thế? Trời ơi, ngày nào chẳng phải đi chở hàng cho ông chủ, hôm nay ông chủ lại buôn hàng tận chợ huyện, chết đi được. Tôi chắc sắp không sống nổi nữa rồi. Tội nghiệp anh quá. À, tôi có cách này giúp anh nghỉ ngơi vài hôm đấy. Giúp tôi hả? Cách gì vậy? Sao lại phải làm thế? Làm thế thử hỏi có tác dụng gì chứ? Chỉ tổ khổ thêm thì có. Anh cứ nghe theo tôi, ắt thấy tác dụng ngay. Tôi không có suối dạy anh đâu. Chẳng nhẽ dễ thế thôi hả? Hay mình cứ làm thử xem sao? Được thì tốt quá. Hả? Mày làm sao thế này? Mày làm sao thế? Thôi chết! Chắc nó làm việc quá sức, thành ra ốm rồi. Thôi, để cho nó ở nhà nghỉ ngơi vài bữa vậy. Trời ơi, không ngờ mèo nói chuẩn thế. Chỉ cần có thế mà mình đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mèo trông vậy mà tài thật. Trời ơi, sao hôm nay ông chủ về sớm, thế nhỉ? Hả? Thì ra bò không phải bị ốm, mà là giả vờ để bắt mình phải đi làm thay sao? Phải tìm cách dạy cho nó một bài học mới được. Anh ngựa đã về rồi đấy à? Xin lỗi anh, tôi ốm quá, thành ra đành phải nhờ anh làm giúp. Công việc có mệt lắm không anh? Công việc thì cũng chẳng có gì, nhưng... Ồ, anh sao thế? Có chuyện gì mà anh khóc dữ vậy? Tôi cứ nghĩ mà lại thấy thương anh quá. Sao mà anh phải thương tôi đến thế? Tôi chắc cũng chỉ ốm sơ sơ thôi mà. Không, chắc là sáng nay tôi nghe ông chủ nói, nếu mai mà anh không khỏi ốm là ông ấy mang anh đến lò mổ bán đây. Tôi nghĩ mà thương anh quá. Sao? Thật vậy sao? Mày hơi ốm rồi hả? May quá. Đúng là đồ con bò. Anh nông dân thông minh. Ngày xưa, ở làng nọ, có một anh nông dân rất thật thà, chất phác. Anh nghèo đến nỗi không có nhà cửa ruộng vườn, nên phải đi làm thuê cho một phú hộ tham lam bủn xỉn. Anh làm việc rất chăm chỉ,
từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời xuống núi, nhưng Phú Hộ cứ khất lần tiền công của anh mãi. Đến tuổi trưởng thành, anh cũng mong muốn sớm có một mảnh đất để cất một mái nhà và để được tự do trồng hái dành dụm tiền cưới vợ. Anh ơi, nghỉ tay ăn trưa đã. Nếu mảnh ruộng này là của anh thì anh định trồng cái gì? Anh định trồng lúa nếp. Đến mùa thu hoạch, anh sẽ đồ một cỗ xôi thật thơm đến xin hỏi cưới em. Trông hạnh phúc quá ha. Nghèo như anh thì cưới vợ về lấy gì mà nuôi vợ đây? Tôi có hai bàn tay này, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt. Anh có biết thế nào là một cuộc sống tốt không mà nói chứ? Tôi không mong muốn được sống trong nhung lụa, cũng không mong một đám cưới mâm cao cổ đầy. Chỉ cần vợ chồng cùng nhau làm lụng, sống hòa thuận hạnh phúc là được rồi. Ôi trời ơi, sao cô ngốc nghếch vậy? Không giàu có thì sao mà hòa thuận hạnh phúc được? Rồi cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh ta thôi. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để lo cho cô ấy. Tôi có sức khỏe, không có gì là tôi không làm được. Nói thì hay đấy. Thôi được, ta có ý này. Nếu năm nay anh trồng được cho ta một vụ mùa thật bội thu, thì ta sẽ cho anh một mảnh đất. Đó coi như là tiền công bao năm nay anh đã làm thuê cho ta. Có mảnh đất, anh tha hồ tự trồng trọt cấy cày mà đồ xôi cưới vợ. Còn nếu không làm được thì phải làm thuê cho ta suốt đời. Tưởng gì, nếu chỉ cần trồng được một vụ mùa bội thu thì tôi làm được. Tôi đã trồng trọt cấy cày bao năm nay, tôi đi làm việc ngay đây. Ê, từ từ đã, ta đã nói hết đâu. Anh phải trồng trọt ở đám rẫy chưa khai hoang trên núi ấy, không phải ở đây. Nhưng thưa ông, nếu bây giờ mới bắt đầu phát rẫy thì không kịp gieo hạt đúng ngày đâu. Mà không gieo hạt đúng ngày thì lúa không thể phát triển được tươi tốt. Sao có thể được một vụ mùa bội thu được ạ? Ta không cần biết, anh làm sao thì làm. Đến đúng vụ thu hoạch, hãy mang đến cho ta những gùi lúa tốt nhất. Nếu không thì đừng mơ đến việc cưới vợ. Em đừng lo, anh lên rẫy làm việc ngay bây giờ đây. Anh sẽ gieo hạt đúng ngày cho em xem. Anh để em giúp anh với nhé. Đôi bàn tay em sẽ cùng anh làm việc, cùng anh xây tổ ấm. Nhưng bây giờ em hãy để anh tự mình vượt qua thử thách này, thì anh mới đủ tự tin và kiêu hãnh để mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này. Giờ chỉ cần rửa thật sắc thì mình có thể phát rễ trong một ngày. Nhờ chiếc rửa sắc bén và bàn tay khéo léo đã quen với công việc đồng áng, anh nông dân dễ dàng phát hết nửa đám rẫy trong một ngày. Tối rồi, mình nghỉ lấy sức để ngày mai phát hết nửa đám rẫy còn lại, sau đó sẽ nhổ cỏ và làm đất. Thế nào rồi, anh nông dân chăm chỉ? Tôi phát được nửa đám rẫy rồi, chắc sẽ kịp gieo hạt đúng ngày. Cái gì? Nửa đám rẫy ấy ít nhất phải làm nửa tháng, mà anh chỉ mất một ngày đã phát xong ư? Tôi đã mài rửa rất sắc, có chiếc rửa này tôi làm nhanh gấp mấy lần người thường. Chà, ta chưa thấy chiếc rửa nào sắc thế này. Thảo nào, anh có thể cho ta mượn chiếc rửa này một lúc được không? Ta cho đám người làm nhìn mà mài theo cho sắc. Nhưng ông phải trả sớm để tôi còn kịp phát rẫy vào sáng ngày mai đấy. Được được, anh yên tâm đi, ta sẽ trả anh ngay khi mặt trời mọc. Mặt trời mọc lâu rồi, sao ông ta còn chưa đưa rửa trả cho mình chứ? Mình phải đợi thôi. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn. Bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Hả? Gì cơ? Côn trùng ăn mòn được chiếc rửa ư? Có gì mà anh kinh ngạc thế? Chẳng lẽ anh không biết có những loài côn trùng có thể ăn mòn cá rửa ư? Làm gì có chuyện côn trùng ăn mòn cá rửa chứ? Rõ ràng Phú Hộ giấu rửa của mình để mình phải chịu thua đây mà. Cậy mình thân côi thế côi mà ức hiếp ư? Mình nhất định không bỏ cuộc đâu. Ta không dễ dàng buông tha một người làm thuê giỏi như anh ta được. Anh nông dân đành tay không mà phát rẫy. Dù tay chân say sát và đau nhức, anh vẫn không nản lòng. Anh làm việc cả ngày cả đêm, không quản mệt nhọc. Tuy đã gắng hết sức, nhưng phải mất hết 10 ngày anh mới phát rẫy xong và bắt đầu làm cỏ. Nhưng cỏ mọc tốt đến là nhổ đi rồi qua một đêm sáng mai đã mọc lại xanh mơn mởn. Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ chậm ngày gieo hạt. Nếu thế này thì không được rồi, mình phải nghĩ cách đối phó với Phú Hộ mới được. Phải rồi. Ông có muốn bò nhà ông béo ra không? Trên rẫy cỏ mọc tươi tốt lắm, tôi chưa thấy ở đâu có cỏ ngon đến thế. Nếu ông cho bò ra đó ăn thì chúng sẽ béo tốt nhanh lắm đấy. Ý hay đấy, ta có hai con bò háo ăn lắm, bao nhiêu cỏ cũng không đủ. Giờ được ăn cỏ tốt và nhiều thế thì còn gì bằng. Anh lùa chúng lên đó đi. May quá. Hai...
đáng tiếc. Mấy người làm kia để quên rượu của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Người, người dám... Hắn dám chơi lại mình à? Đừng hông. Thôi được rồi, ta lên đây cũng muốn báo với anh bọn côn trùng đó cũng ăn hết lúa giống rồi, chẳng còn gì cho anh gieo nữa đâu. Thôi mơ đến vụ mùa bội thu đi nha. Lần này thì anh nông dân không phải lo gì cả. Với số tiền bán bò, anh có thể mua được những bao hạt giống tốt nhất. Điều này thì phú ông không thể lường trước được. Anh gieo hạt đúng ngày đã tính toán, nhờ mưa thuận gió hòa, hợp thời hợp tiết, những hạt giống của anh chẳng mấy chốc đã mọc lên xanh tốt. Vụ mùa năm ấy, đám rẫy hoang đã biến thành cánh đồng vàng ống triểu hạt. Không thửa ruộng nào trong làng bội thu bằng. Phú hộ đành giữ lời hứa, để cho anh một mảnh đất tốt. Anh cất một mái nhà nhỏ, chăm chỉ trồng trọt cấy cày. Vụ mùa đầu tiên trên mảnh đất của chính mình, anh đồ một củ xôi thật thơm đến hỏi cưới cô gái anh yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Củ hành kỳ lạ. Ngày xưa, có một chàng trai nọ sống bằng nghề đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá. Chàng trai bèn nhặt hòn đá lên, ném về phía con quạ. Để đền ơn cứu mạng của anh, tôi tặng anh lọ nước thần này. Ôi, một chú chim thần biết nói ư? Đây là gì vậy? Đây là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không có ai có đâu. Hả? Lọ nước thần làm người trẻ lại ư? Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng chứ. Thôi, cứ trèo nó ở đầu giường vậy. Vì nghèo khó nên chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lắm tay bùn nên đen đuổi, xấu xí. Một hôm chồng đi cày vắng. Hả? Lọ gì đây nhỉ? Mình chưa thấy chồng mình nhắc về nó bao giờ. Ủa, thơm quá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng được ngửi mùi nào thơm như vậy. Đã vậy, ta mang nó ra tắm gội, nhất định người ta sẽ thơm phức. Nhất định chồng mình về sẽ ngạc nhiên về mùi thơm của mình. Ôi, thơm quá! Trần đời ta chưa thấy có mùi nào thơm như thế này. Hả? Trời! Chẳng lẽ là mình đây sao? Sao mình lại trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như thế chứ? Mình về rồi ư? Hả? Trời, cô là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Mình là em mà, vợ của mình đây. Cái gì? Vợ tôi? Không phải, vợ tôi không xinh đẹp và trắng trẻo như vậy đâu. Chính nhờ lọ nước tôi tìm thấy ở đầu giường. Ban đầu á, tôi tưởng nó chỉ là một lọ nước thơm nên đem ra tắm. Ai ngờ vừa đổ ra, nước đi đến đâu thì tôi trở nên trắng trẻo và xinh đẹp đến thế đó. Lọ nước thần ư? Vậy ra là lọ nước thần ấy là thật, nó linh nghiệm vậy sao? Ôi, vợ ta, nàng trở nên thật xinh đẹp. Từ đấy, để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa thích. Chính là tên đã làm ta mất con mồi thối nào. Lần này ta sẽ trả thù. Trả ta bức tranh, con quả đáng ghét kia. Hả? Cái gì vậy? Là một bức tranh thư hoàng thượng. Trời, tuyệt mỹ. Trong ba cung sáu phiển của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng cô gái trong bức tranh này. Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được cô gái trong bức tranh này, mang về cho ta. Dạ. Loa loa, hôm trước ta vô tình nhặt được bức tranh này, của ai thì lên mà nhận lấy. Hả? Trời ơi, bức tranh của ta. Của ta, bức tranh là của ta. Hả? Của ngươi thật sao? Làm sao ngươi chứng minh được đây là bức tranh của ngươi chứ? Đây là bức vẽ vợ của ta, sao ta không nhận ra được? Nếu chứng thực đó là vợ của ngươi, ta sẽ trả bức tranh này. Mau dẫn ta đến gặp vợ ngươi. Được thôi. Ra đúng là vợ ngươi.
Cứu mình ơi, cứu em, mình ơi. Mau trả lại vợ cho ta. Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà lúc nào cũng sầu muộn. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người Ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Ngươi truyền lệnh ta đến khắp thiên hạ, ai làm nàng cười vui vẻ được, ta sẽ trọng thưởng. Nghe tin này, có nhiều người đua nhau trảy kinh, hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để mong ân thưởng. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò đều vô hiệu. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người chồng nghe tin loan báo cho anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Anh bèn nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một gánh quẩy theo. Hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Người bán hành làm nàng tươi hơn ư? Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nhất định là nhìn những kẻ hành kỳ lạ kia mà nàng cười tươi đến vậy. Đúng rồi, ta sẽ cải trang là người gánh hành để làm vui lòng nàng. Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau, cầm lấy cho ta. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trông thật là tức cười. Trời ơi, thì ra trò này làm nàng vui đến vậy. Mình mang mặc ngay áo lông bào vào đi. Lạ thay, người chồng mặc áo lông bào lại giống hệt hoàng thượng, toát lên khí thế của một bậc quân vương. Vừa lúc đó, thị vệ thả đàn chó ra để cho ăn. Những con chó dữ tưởng vua là người lạ liền xô đến, dồn đuổi nhà vua ra khỏi cung. Nhà vua la hét thanh minh, nhưng quân lính tưởng vua là người bán hành bị điên nên đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta là vua, là vua, thả ta ra. Như vậy liệu có được không? Chàng yên tâm, tên vua đó vốn là một tên bạo chúa và dân chúng đều căm ghét, sẽ không ai biết được bí mật này ngoài ta, chàng và hắn. Từ đó, chàng bán hành ở lại trong cung làm hoàng đế, còn vợ chàng làm hoàng hậu. Vốn bản tính nhân hậu, tốt bụng, chàng đã trở thành một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Bọ chó đáng ghét. Con cáo này thật là béo, máu của nó thật là ngọt. Đúng đấy, mau ăn bữa sáng thôi. Ngứa quá, ngứa quá. Để xem ông ta làm gì được chúng ta nào. Cứ tưởng ông ta to xác mà chúng ta sợ à. Các người được lắm, lũ bọ chét đáng ghét này, để xem xuống nước thì chúng mày còn sống nổi không. Dạy dột mà trêu ta nữa nhé. Ngứa quá, lũ bọ chét chết tiệt này. Anh sói làm sao có vẻ khó chịu thế? Bác cáo đấy à, mấy con bọ chét là tôi khó chịu quá mà không có cách nào diệt được chúng. Ôi, tưởng chuyện gì, lũ bọ chét trên người tôi vừa bị tôi xử cho tơi bời rồi. Ngâm mình xuống nước ư? Tưởng gì? Thế này thì dễ quá.
tôi cũng phải làm ngay mới được. Cáo bảo mình là phải ngâm mình xuống nước từ từ, nhưng sói ta sợ quái gì mà phải xuống từ từ như thế. Mình cứ nhảy xuống, lũ bọ chét ắt chết ngay. Rút sâu, bám chặt thật chặt vào lông của nó ấy, nó không nhịn thở được lâu hơn chúng ta đâu. Nhìn thở lâu thế, chắc chắn là lũ bọ chét chết hết rồi. Còn cáo kia đúng là ngốc, cứ hụp một phát xuống nước như mình, có phải nhanh gọn hiệu quả không? Cậu thấy chưa, nó đâu có chịu được dưới nước lâu đâu. Bây giờ đốt cho nó một trận. Đau quá, đau quá. Đúng là cáo xuống dạy mình rồi. Dưới nước lũ bọ chét có chết đâu, chúng vẫn sống nhàn nhãn đấy chứ. Ngày mai gặp cáo phải cho nó biết tay mới được. Món ba tê đế vương. Ngày xưa, ngày xưa, ở một thị trấn xa xôi nọ, có hai vợ chồng nghèo sống cùng với con trai là Jacob. Hằng ngày, Jacob đều giúp cha mẹ bày bán những rau quả mà họ thu hoạch được. Thế rồi một ngày, bà muốn mua thứ gì ạ? Đến hàng rau quả đương nhiên là mua rau quả rồi. Bà cứ chọn đi ạ. Đưa vỏ cà rốt đấy cho ta xem nào. Vừa nhỏ vừa sâu, chẳng ra làm sao. Bà làm gì vậy? Thôi con, bà dùng gậy chọc như vậy thì nát hết rau của nhà chúng tôi còn gì. Rau quả chất lượng quá kém, 50 năm trước đây hàng tốt hơn nhiều. Bà làm dập hết rau quả nhà chúng tôi, trông bà thật gớm ghiếc với cái mũi to tướng. Tốt thôi, ta sẽ tặng ngươi một cái mũi dài còn hơn rất nhiều kìa. Bà thông cảm, cháu còn nhỏ không biết gì. Nhưng nếu bà chê hàng của chúng tôi thì xin mời bà đi cho. Lấy hết cà rốt và mấy thốn bắp cải ta vừa khua gậy, bảo con bà mang đến nhà ta, ta sẽ trả công cho nó. Thế để tôi đi gói hàng. Còn theo bà ấy giúp mang hàng đi, chứ nếu để lại chỗ rau đã bị dập nát này, chúng ta cũng không thể bán được con ạ. Dạ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đến lúc rồi. Bà mau thả tôi ra. Ba mẹ ơi, cứu con với. Cứu con với. Khôn hồn thì ở yên đó. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi món ăn đặc biệt mà cả đời ngươi sẽ không thể quên. Tất cả hãy vào vị trí. Chúng ta sẽ đãi tiệc người mới đến. Món ba tê đế vương. Tôi nghĩ anh bà chủ. Ăn đi, đừng để sót một chút nào. Ta đã nói rồi, ta sẽ tặng cho ngươi một cái mũi còn dài hơn rất nhiều kìa. Không, không thể nào. Để xem thế giới của ngươi còn ai dung chứa một kẻ dị dạng như ngươi hay không. Đi ngay đi đồ yêu quái. Cha là con đây mà. Cha mẹ không nhận nó con sao? Đứa con trai tội nghiệp của ta đã mất tích cả tháng nay rồi. Đừng chê nhạo chúng ta thêm nữa. Ôi, kẻ quái dạng kia, mau đánh xa nó ra. Nếu không phải yêu ma thì cũng là phù thủy. Lẽ nào đúng như lời bà phù thủy nói, mình không còn được thế giới này công nhận nữa. Cháu bé ơi, hãy dừng lại đã. Nếu ta không nhầm thì cháu đã gặp phải bà già phù thủy 50 năm mới ra ngoài một lần đúng không? Bà biết gì về người đó sao ạ? Ta cũng đã từng gặp bà ta, từng chê nhạo vẻ ngoài của bà ấy, và đã từng mang cái mũi kỳ quái suốt một năm ròng. Nh-
và bà đã hoàn toàn bình thường. Vậy bà đã làm cách nào ạ? Mọi điều phụ thuộc vào sự chân thành của cháu. Không phải mọi phù thủy đều xấu xa. Hãy sửa sai đi, gặp bà ấy và xin ở lại làm một phụ bếp. Nào, mau đi đi. Ngươi còn cả gan quay trở lại đây nữa sao, thằng bé kia? Xin bà hãy nhận cháu là một phụ bếp. Cháu đã nói lại không phải với bà. Xin bà cho cháu được sửa sai ạ. Được thôi, con trai của một gia đình làm nông, bán trái cây, rau củ, biết đâu nhà ngươi cũng có một khẩu vị tinh tường. Nhờ nhanh trí và say mê học hỏi, chẳng bao lâu Jacob đã nấu được những món ăn rất tinh tế, được bà phù thủy ưng ý hết sức. Cậu bé, thêm một chút rau thơm nữa đi. Nước sốt đặt thêm một chút nữa. Món bà tê này, bà chủ đặt tên nó là ba tê đế vương. Hãy cố gắng làm nó thật xuất sắc. Cháu nhớ rồi ạ, cháu sẽ cố gắng. Cháu đã làm sai gì rồi sao thưa bà? Im lặng, và một lần nữa, hãy ăn đi. Lạ kỳ, khi một lần nữa ăn hết đĩa ba tê đế vương, thì cái mũi vàng ngoằn dị dàng của Jacob biến mất. Cháu cảm ơn bà, cháu cảm ơn bà. Cậu bé, hãy về nhà đi. Và hãy nhớ, chớ có chế nhạo ai dù cái mũi của họ có xấu một chút. Và đừng quên công thức nấu món ba tề đế vườn đây. Cháu xin lỗi và cảm ơn bà. Jacob sau đó đã nhanh chóng trở về nhà mình sau những ngày tháng mất tích. Một năm nọ, đức vua vương quốc của cậu tổ chức một cuộc thi nấu ăn để tuyển đầu bếp hoàng gia. Jacob đã tự tin dự thi với món ba tê đế vương cậu học được từ khi còn là cậu bé năm ấy. Món ba tê của Jacob trở thành món ăn được đức vua hài lòng nhất. Jacob được chọn làm đầu bếp hoàng gia. Cậu vẫn nhớ về câu chuyện cái mũi dài thời thơ ấu, nhưng không lần nào cậu còn gặp lại bà phù thủy năm xưa nữa. Vũ hội hóa trang. Ngày xưa, ở một thành phố nọ, có vị thị trưởng có lối sống đặt nặng địa vị giàu nghèo. Năm ấy, như thường niên, thành phố chuẩn bị diễn ra vũ hội hóa trang của các em nhỏ toàn thành phố. Cái gì mà chỉ những em bé có trang phục hóa trang mới được có mặt trong tòa thị chính trung tâm để dự vũ hội? Lùi lại hết mau. Dân chúng họ không đồng tình, kéo đến hô hoán ghê lắm. Hay là ngày ra gặp họ đi. Việc gì ta phải gặp đám dân đen đó chứ? Anh đem dán phụ lục bổ sung này dưới thông báo đi. Với các em bé không có trang phục hóa trang, thành phố sẽ sớm tìm một ngày khác để các em vui chơi. Xem ra không còn gì để nói thêm với ông ta nữa rồi. Mẹ ơi, năm nay con muốn may một bộ trang phục thật lạ. Con không muốn mấy bộ trang phục hoàng tử, thần tiên như mọi năm nữa. Mẹ may cho con bộ mới thật độc đáo nha. Được rồi mà, sẽ có bộ mà con thích. Cha nhìn kìa, năm nay có thêm bao nhiêu là tiệm may mới. Để ta dẫn con vào tiệm may đẹp nhất. Nhanh lên, mau đến tiệm may góc phố đi. Có một ông chủ tiệm kỳ lạ lắm. Nào, các bé lần lượt vào cả đi, thoải mái chọn lựa trang phục, tất cả đều là miễn phí. Thế là chúng con có trang phục dự dạ hội rồi. Ba, con muốn mua đồ của chú Tí Hon. Gã này trông thật kỳ quái. Tiệm may của chàng Tí Hon không chỉ có các trang phục hóa trang công chúa, hoàng tử, mà còn có các bộ hóa trang tả tơi. Đó là bộ chăn vịt, bộ quần áo thợ nạo ống khói. Tớ thích mấy bộ này, lạ quá à. Tớ mặc vừa như anh đây nè. Tớ là thợ nạo ống khói. Còn tớ là thợ đúc lò. Con thích nhất bộ này. Không được, cởi ngay bộ đồ rách rưới này ra cho ta. Không, con thích bộ đồ hóa trang này mà. Được rồi. Thế là đêm vũ hội hóa trang năm ấy diễn ra vui nhộn và đông đúc chưa từng thấy. Trẻ nhà giàu
thì mặc các bộ hóa trang rách tả tơi. Còn trẻ nhà nghèo thì thích thú với các bộ hóa trang hoàng tử, công chúa. Ôi trời ơi, muộn lắm rồi. Về cởi ngay cái bộ nhếch nhác này ra đi. Nhưng khi đêm vũ hội kết thúc, không một đứa trẻ nào có thể cởi bỏ trang phục của mình. Kỳ lạ, sao cúc áo dính như keo vậy? Không cởi được. Dù sao thì con vẫn thích bộ này, con mặc thêm mấy ngày nữa cũng không sao mà. Một tuần sau. Ôi trời ơi, cô chủ kia rồi. Thì ra là cô ra đây lùa vịt thật. Trời ơi, bọn trẻ thành phố này sẽ hóa điên hết. Phải rồi, tình thợ bay kỳ quái đó. Hả? Tình thợ bay quái quỷ kia trốn đi đâu rồi? Ta không tin mình không thể cởi mấy bộ đồ quái đản của ngươi khỏi người lũ trẻ. Vậy tiếp tục cởi đi. Ta đã thuê các ngươi là các võ sư khỏe nhất. Mà con bé Jin, mau đi tìm nó về đây ngay. Cha ơi cha, con thấy chú thợ may tí hon đó rồi nè. Chú ở ngọn cây đào chỗ lần trước là tiệm may á. Mọi người mau ra đó, công cổ kẻ lừa đảo lại. Các người đừng có mong bắt được ta. Mau xuống đây, tên lừa đảo kia. Ta đây chỉ có một điều kiện để đưa mọi thứ về như cũ. Đó là vũ hội hóa trang hàng năm phải để toàn bộ trẻ con thành phố tham gia. Trẻ em nghèo phải được cấp chi phí may trang phục. Người ra lệnh cho ta. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian ở đây nữa đâu. Tất cả là tại ông đó. Nhanh lên, nói đồng ý đi. Ta đồng ý. Nhà ngươi mau cởi bộ đồ đó khỏi người con gái ta đi. Và còn nữa, từ nay đừng có làm bất kỳ điều gì kỳ thị với người khác. Không rõ chàng tí hon ấy là một vị tiên hay là một người tốt từ một xứ sở đặc biệt nào đó. Nhưng kể từ đó, ngài thị trưởng không bao giờ dám ra một chỉ thị oái âm nào nữa. Trẻ em thành phố luôn mong ngóng đến mùa vũ hội hóa trang, ngày vui sướng trọn vẹn với tất cả các em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Hổ cày ruộng. Đi nào, nhanh lên! Tôi đang cố đây mà ông chủ. Quái lạ, trâu to khỏe như vậy, sao lại để một con vật bé nhỏ đánh đập khổ sở thế nhỉ? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngươi ra đằng kia ăn cỏ, cỏ, không được đi đâu xa đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa ông chủ. Này trâu. Hả? Anh cọp, anh ở đâu ra đây vậy? Xin anh đừng ăn thịt tôi. Ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi đâu. Chỉ là ta có điều thắc mắc muốn hỏi ngươi thôi. Vậy anh muốn hỏi điều gì? Ta không hiểu, tại sao trông ngươi to khỏe như vậy mà lại để một con vật nhỏ bé sai bảo đánh đập khổ sở như thế? Đó là người đấy. Người tuy nhỏ nhưng có trí khôn anh ạ. Con người? Đó là con người à? Con người có trí khôn? Thế trí khôn là cái gì? Trông nó thế nào? À... trí khôn là hả? Con cọp, phải làm thế nào bây giờ? Mình phải cứng rắn lên mới được. Cọp kia, mau đi đi, ngươi hãy về rừng đi, đừng đến đây quấy phá ta. Được, ta sẽ đi, nhưng nghe trâu nói ngươi có cái trí khôn, ta muốn xem nó như thế nào đã. Xem cái trí khôn à? Trí khôn thì làm gì có hình thù mà xem chứ. Được rồi, trí khôn ta để ở nhà rồi. Muốn xem, để ta về nhà lấy cho mà xem. Có cần dùng, ta sẽ cho một ít. Được, vậy người hãy mau về lấy đi, ta sẽ đợi ở đây. Không được, nhỡ lúc ta đi vắng, ngươi ăn mất trâu của ta thì sao? Hay là ngươi chịu khó, để ta trói tạm vào gốc cây này. Có vậy ta mới yên tâm đi được.
trói ta ư? Không được. Vậy thì thôi. Phải xem bằng được cái trí khôn này. Hắn mang ra, mình sẽ cướp rồi cho hắn một trận cũng chưa muộn. Để cho hắn trói lại một chút cũng có sao. Được, ta đồng ý. Trói gì mà chặt thế? À, đau quá. Phải trói chặt, kẻo lúc ta đi vắng, ngươi dãy ra mất. Thôi, được rồi đấy. Ta không thở được nữa rồi đây này. Ngươi mau về lấy đi. Nó ở ngay đây rồi, làm gì phải đi đâu mà lấy nữa chứ. Vậy đưa cho ta xem nào. Thế mà ngươi phải trói ta như vậy sao? Đúng thế, không trói thì làm sao cho ngươi xem được trí khôn? Ngươi sắp được thấy trí khôn rồi đấy. Ngươi làm cái gì thế? Đây, trí khôn của ta đây. Này, ngươi làm cái gì thế hả? Mau thả ta ra, thả ta ra. Trí khôn của ta đây. Ngươi thấy trí khôn chưa? Thả ta ra. Trí khôn của ta đấy. Từ nay đừng có mà bén mảng đến đây nữa nha. Lão bán vịt quay xảo trá. Lâu lâu mới lên tỉnh, mình mãi sắm sửa, có mấy chục đồng bạc mà đã gần hết. Tôi gửi tiền cô, đây là loại vải cao cấp nên giá hơi cao một chút. Nhưng bác cứ yên tâm, dùng bền lắm mà không sợ bị phai màu. Đói rồi, phải kiếm cái gì cho vào bụng mới được. Thôi chết, chỉ còn mỗi 2 đồng, biết ăn gì bây giờ? Mà còn tiền đi xe về nữa chứ. Mình đúng là... À, hình như mình còn nắm cơm. Phải rồi, kiếm chỗ nào ngồi ăn tạm rồi về vậy. Trời ơi, sao dạo này ế ẩm thế không biết. Mấy con gà béo hay đến nhậu cũng biến đâu hết cả rồi. Vịt ngon đây, vịt quay ngon ngon đây. Này, vịt quay nhà hàng này hôm nay ngon quá. Hay anh em mình vào nhậu đi. Thôi, lão ấy bán đắt lắm. Mấy lần bị lão ấy chém rồi mà còn chưa chừa à. Chà, thơm quá. Mời các cô vào đây. Mấy cô quả là tinh. Vịt nhà tôi là ngon nhất khu này đấy. Có mà chém nhất khu này thì có. Tôi nghe nói nhà hàng này bán điêu lắm. Cùng giá tiền đấy mà đĩa đồ ăn chỉ bằng một nửa chỗ khác. Ừ, tôi cũng nghe nói thế. Tính tiền lại hay tính láo nữa cơ. Thôi, đi chỗ khác ăn cho lành. Ơ kìa, này. Đúng là mấy con dở. Kia rồi, trong bộ dạng lão kia chắc là khách lạ. Quý khách, mời quý khách vào nghỉ chân dùng bữa. Vịt nhà tôi là ngon nhất ở đây đấy. Ồ, không, không. Cảm ơn bác. Tôi cũng muốn ăn lắm, mà vừa mua sắm hết cả tiền rồi. Giờ chỉ muốn kiếm chỗ nào ngồi ăn tạm mấy miếng cơm nắm thôi. Định chạy hả? Mua một đống đồ thế kia mà không có tiền ăn thịt sao? Ồ, thế thì bác cứ vào đây. Quán tôi vừa sạch vừa mát, bác cứ ngồi thoải mái, không mất tiền đâu mà lo. Vào đây, vào đây. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn bác. Mùi vịt nướng thơm quá, lần sau nhất định tôi sẽ ghé ăn thử. Lần sau gì nữa, bác đã mất công tới đây rồi. Hay là cứ thử làm nửa con vịt đi, tôi bán rẻ cho 5 đồng thôi. Những 5 đồng cơ à? Ở quê tôi, 5 đồng mua được 2 con ấy chứ. Với lại, tôi không còn tiền. Nếu bất tiện cho nhà hàng, thì thôi, tôi xin phép đi chỗ khác vậy. Ấy ấy, bác cứ ngồi đây, có gì mà bất tiện. Không ăn lần này thì lần sau cũng được mà. Vậy thì phiền bác một lát nhé. Công nhận, hương vị vịt quay của cha này thơm thật. Ăn miếng cơm mình cũng thấy ngon hơn. Cứ hít đi, hít cho sâu vào nhé. Phải công nhận, mùi vịt quay nhà ông hấp dẫn thật. Ông tẩm ướp thật là khéo. Lần sau lên đây, nhất định tôi phải ghé qua thưởng thức mới được. Ồ, thật vậy ư, thơm lắm à. Thơm lắm, tôi cứ ngửi ngửi hít hít mãi mà không thấy chán. Thôi, tôi ăn xong rồi, cảm ơn ông, tôi xin phép đi nhé. Ấy ấy, hãy khoan đó ông bạn, cho tôi xin 5 đồng. Hả? 5 đồng gì? 5 đồng vì ngồi ăn ở quán của tôi. Hả? Sao lúc nãy bác nói với tôi là ngồi đây không mất tiền? Ồ, bác ngồi nhờ ở quán tôi ăn cơm nắm thì không mất tiền.
Nhưng bác phải trả tiền cho những con vịt quay thơm phức mà bác đã hít hết hương vị của nó. Chẳng phải bác nói là ngửi mùi vịt quay thơm, ăn cơm cũng ngon hơn đó sao? Thật vô lý, không ăn mà cũng phải trả tiền, tôi không trả. Này, ông không trả thì đừng hòng rời khỏi đây nhé. Hay, tôi có ăn đâu mà phải trả tiền. Nhưng ông hít hết hương vị của nó, ông phải trả tiền. Tôi chỉ ngửi, chứ có ăn miếng nào đâu mà phải trả tiền. Đằng kia có gì mà ồn ào thế nhỉ? Dạ, thưa quan lớn, phía trước hình như đang có phủ xích mít, mau đưa ta đến đó xem sao. Tiền đâu, mau đưa đây, tôi không có. Tôi không ăn, tôi không phải trả tiền. Đừng có lằng nhằng, muốn tôi gô cổ lên quan lớn không? Ta đây, hai ngươi có chuyện gì mà náo loạn thế hả? Ôi, may quá có quan lớn ở đây, xin ngài phân xử giúp cho tôi. Cửa hàng của tôi bị ông này làm loạn, ông ta vào ngồi ăn nhờ cơm nắm. Nhưng vừa ăn, ông ta vừa nhìn những con vịt quay thơm phức của tôi, hít và nuốt hết mùi thơm của thịt, nên cửa hàng của tôi hôm nay không bán được cho ai nữa. Sau khi hít hết hương vị thịt để ăn xong bữa cơm, ông ta đi ra mà không trả tiền. Ồ, thì ra là vậy. Mà cái ông kia vào cửa hàng người ta ngồi nhờ làm gì chứ? Lần này ông khách kia khó thoát rồi. Ông kia mắc bẫy lão chủ quán rồi. Có đúng như lời ông ta nói không? Thưa quan lớn, ông ta đồng ý cho tôi vào cửa hàng ngồi nhờ ăn miếng cơm nắm. Tôi ngồi trong đó thì phải hít thở chứ. Vậy chút hương thơm từ thịt vịt, đương nhiên tôi phải ngửi thấy. Còn tôi không mua thịt của cửa hàng thì sao lại cứ nặng nặc đòi tiền tôi? Dạ thưa quan lớn, hít thở bình thường thì không sao. Đằng này ông ta cứ dướng cổ lên hít lấy hít để, làm thịt vịt nhà tôi mất hết cả mùi thơm nên không bán được cho ai hết. Tên chủ quán này cũng thật quá quắt, bắt nạt người khác quá. Có cách nào để xử vụ này cho hắn phục không đây? Thế là đã rõ, người đã hít hương vị vịt quay của người ta thì phải bồi thường cho người ta là đúng rồi. Vậy chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu? 5 đồng ạ, thưa quan lớn. Nói như thế không có bằng cứ. Ta muốn hỏi tất cả số vịt quay giá bao nhiêu? Dạ, thưa quan lớn, trên 20 đồng ạ. Đúng, như thế hãy còn rẻ. Vậy ngươi đưa ta tiền để ta phân xử. Ô hay, như vậy thì còn đâu là lẽ phải. Tôi có đụng chạm đến thức ăn của nhà hàng đâu mà bắt tôi phải trả ngần ấy tiền. Ngươi cứ đưa tiền đây cho ta phân xử. Tôi chỉ còn 2 đồng bạc trắng đây thôi ạ. Cũng được. Ngươi hãy cầm bát, xốc lên cho đủ 10 lần. Còn chủ quán, ngươi hãy vểnh cả 2 tay lên mà lắng nghe. Cho 2 đồng bạc vào bát rồi xốc lên để làm gì vậy nhỉ? Sao quan lớn lại bảo họ làm vậy nhỉ? Xử án kiểu gì mà lạ vậy? Tôi cũng đang không hiểu thế nào. Thôi, cứ xem quan lớn định làm gì. Đủ rồi. Người đã hít tất cả hương vị vịt quay của nhà hàng, mà những món ăn ấy giá trị đến 20 đồng bạc trắng. Bây giờ, chủ quán cũng đã được nghe đủ 10 lần tiếng kêu của đồng bạc 2 đồng rồi đấy. Một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc. Thế là người này đã bồi thường cho ngươi đủ số, như vậy là công bằng. Thôi, tất cả giải tán, hả? Đa tạ quan lớn, ngài quả là anh minh, hay quá, xử thế mới gọi là xử chứ, xử hay quá, thật là phục sát đất. Chàng trai và con quỷ. Ngày xưa, có một bác tiều phu nghèo, bác làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt. Khi số tiền bác dành dụm đã được kha khá, bác bảo con trai: Nhà chỉ có một mình con, đây là số tiền cha dành dụm được do mồ hôi nước mắt. Nay cha muốn dùng số tiền ấy để cho con đi học một nghề gì đó, sau này con có thể nuôi cha lúc tuổi già. Tiền đã gần hết, mình không thể tiếp tục theo học như ý nguyện của cha nữa rồi. Có lẽ mình phải bỏ dở chuyện học hành thôi. Cha không có đủ tiền để cho con tiếp tục học, cha thật có lỗi với con. Thưa cha, cha đừng lo nghĩ, con sẽ vào đường đốn củi cùng cha, cố gắng làm việc. Khi nào có đủ tiền thì con lại đi học ạ. Công việc này rất nặng nhọc, cứ để cha làm một mình. Với lại nhà chúng ta cũng có một chiếc rìu thôi, cha cũng không có đủ tiền để mua thêm một chiếc rìu nữa cho con đi làm. Không sao đâu cha, con đã lớn rồi, cần giúp cha làm việc. Nếu như nhà mình chỉ có một chiếc rìu, thì cha hãy sang hàng xóm mượn một chiếc nữa được không ạ?
Đã đến giờ nghỉ trưa rồi con trai. Cha cứ ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa đi. Con đi lanh quanh xem có tổ chim nào không ạ. Cái cây to thế này chắc thế nào cũng có tổ chim. Hãy cho tôi ra, hãy cho tôi ra. Hình như có tiếng ai đó. Người ở đâu đấy? Tôi ở phía dưới gốc cây. Chàng trai, xin hãy giúp tôi. Tôi đã bị nhốt trong này quá lâu rồi. Xin hãy rủ lòng thương mở nút chai cho tôi ra. Ồ, kẻ đáng thương. Người có biết, việc ngươi thả ta ra khỏi chiếc chai thì ngươi sẽ được thưởng cái gì không? Không, làm sao mà ta biết được? Thế ta nói cho ngươi biết, để thưởng cho việc đó, ta phải vặn cổ ngươi. Trời đất, ở đâu ra kẻ ngông cuồng như ngươi thế? Ta chính là thần mê kết hùng mạnh. Do bị trừng phạt nên ta phải nằm trong chai. Ai thả ta ra, người ấy sẽ bị vặn cổ. Điều này mới thể hiện sự hùng mạnh của ta. Điều ngươi nói thật hoang đường. Thần mê kết to lớn này lại nằm trong cái chai bé tẹo kia được sao? Ngươi lừa ta phải không? Nếu đúng như vậy thì ngươi chui thử vào trong chai cho ta xem. Có vậy ta mới tin. Rồi sau đó ngươi muốn làm gì ta thì làm. Cái đó chỉ là trò đùa. Ngươi đã bị lừa rồi. Đáng đời cho kẻ lấy oán trả ơn. Trời, hãy thả tôi ra. Hãy thả tôi ra. Ta không đời nào thả ngươi ra. Ta chỉ bị ngươi lừa một lần thôi. Ta biết lỗi rồi. Nếu anh thả ta ra, ta sẽ cho anh thật nhiều của cải. Nhiều tới mức anh sẽ sống sung sướng suốt đời. Không, ta không tin. Tôi nói thật mà. Tôi hứa đấy. Lời hứa của thần mê kết hùng mạnh. Được, ta tin ngươi một lần nữa. Đây là phần thưởng của ngươi. Nếu ngươi đưa đầu này của miếng băng keo qua vết thương thì vết thương sẽ lành. Nếu ngươi đưa đầu kia của miếng băng keo qua sắt thép thì sắt thép sẽ biến thành bạc rồng. Ta phải thử xem đã. Quả đúng là như vậy. Giờ thì chúng ta hãy chia tay nhau. Cảm ơn ngươi đã giải thoát ta ra khỏi cây chai. Con đi đâu mà lâu vậy? Còn bao nhiêu việc sao không làm? Cha đừng lo, con sẽ làm ngay đây. Ông xem chiếc rìu này có thể được bao nhiêu tiền? Ồ, nó là bạc chuẩn. Nó có giá là 400 thaler. Nhưng mà tôi không có đủ tiền để trả cho anh. Ở đây tôi chỉ còn có 300 thôi. Không sao đâu ạ. Cháu sẽ cho ông nợ 100 thaler. Cha ơi, con có tiền đây. Tại sao con có nhiều tiền vậy? Vâng, từ nay cha không cần phải vất vả kiếm tiền nữa. Con có thể nuôi cha rồi. Nhưng số tiền này ở đâu ra? Để con kể cho cha nghe nhé. Giờ con có tiền rồi, cha sẽ không phải vất vả làm việc vì con nữa. Con cũng sẽ đi học tiếp để trở thành bác sĩ, cứu giúp mọi người cha ạ. Với trí thông minh, lòng can đảm, chàng trai đã có được sự may mắn từ con quỷ đen đem lại. Chàng trai lại tiếp tục đi học để thực hiện ước mong của cha. Và chàng đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Khỉ bắt người. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một cặp vợ chồng sinh được hai người con trai. Khi hai người con trưởng thành thì ba mẹ họ mất đi, để lại cho họ một cơ ngơi khá ở trong vùng. Người anh bản tính tham lam, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Một ngày, người anh gọi người em cùng ngồi xuống để bàn bạc việc chia gia tài. Lúc đầu, người anh tỏ vẻ rất quan tâm đến em, nói với em bằng giọng rất ngọt ngào. Ngày trước, cha có dặn anh chăm lo cho em cẩn thận, chia tài sản cho em, để ra riêng làm ăn, rồi lập gia đình. Giờ anh sắp lấy vợ, cũng đã đến lúc
Anh em ta chia tài sản ra ở riêng rồi. Người em gật đầu đồng ý. Vâng, anh nói phải. Em xin nghe lời anh. Nghe vậy, người anh mắt đảo láo liên, suy nghĩ rồi bảo em. Giờ anh tính thế này. Của cải của cha để lại có 3 giống. Giống đực, giống cái và giống con. Vì em bé bỏng nên anh nhường tất cả các đồ đạc giống đực khỏe mạnh để mà làm ăn. Còn giống cái và giống con yếu đuối thì phần anh. Em thấy thế nào? Người em vốn tính thật thà, liền đáp lại không chút nghi ngờ. Vâng, anh dạy thế nào thì em xin nghe theo ạ. Người anh thấy vậy, lộ rõ bộ mặt đắc ý mà rằng. Được, vậy thì anh em mình bắt đầu chia nào. Người anh dẫn người em ra phía trước nhà. Anh ta không mảy may do dự, nói với em. Đây là cái nhà, nó là giống cái, cho nên nó là của anh. Sau đó, anh ta tiếp tục đi vào trong nhà, chỉ vào tất cả đồ đạc và nói với giọng đắc thắng. Đây là cái tủ này, cái bàn, cái ghế này đều là của anh. Người em vô cùng bất ngờ. Anh không hề nghĩ rằng anh trai mình lại tham lam đến như vậy. Đây là con trâu, con bò này. Chúng đều là giống con, thế nên là của anh hết. Đến cả những đồ đạc làm nông, người anh cũng tỉnh bơ vơ hết vào mình. Cái cày, cái bừa này, của anh nốt. Cứ như thế, anh ta chỉ vào tất cả vật dụng của cải trong nhà và nhận là của mình. Còn người em hiền lành chỉ biết buồn bã nghe theo. Cái này của anh, con này cũng của anh. Vô cùng hài lòng với số của cải mà mình chiếm được, người anh chống nạnh cười hỉ hả. Đúng lúc đó, hắn chợt nhìn ra một món đồ ở góc nhà kho. Đó là một cây dựa cũ kỹ, đã lâu không ai động tới. Hắn cầm cây dựa lên, cười danh mãnh, nói với người em. Còn cây được dựa này, phần chú. Thế là đúng theo thỏa thuận rồi nhá. Người em nhận lấy tài sản duy nhất của mình mà thở dài ngao ngán. Không có nhà để ở, người em đành đi đến một ngôi nhà hoang đổ nát ở gần bìa rừng để sinh sống. Ta ở tạm trong ngôi nhà hoang này, rồi đi nhặt củi kiếm cơm qua ngày vậy. Hằng ngày, anh vào rừng, dùng cây dựa chặt những cành cây khô thành những cành củi nhỏ. Sau đó anh gom củi lại thành đống, buộc chặt rồi mang bán cho những người lái buôn ở trong vùng. Anh làm việc rất vất vả, nhưng số tiền kiếm được lại rất ít ỏi. Chỗ này chỉ được từng này tiền thôi, của anh đây. Cảm ơn anh. Trong khi đó, tại nhà của vợ chồng người anh, ngày nào cũng chuẩn bị những mâm cơm ê hề rượu thịt. Họ vô tư hưởng thụ cuộc sống sung sướng đủ đầy. Còn người em, ngày ngày sống trong ngôi nhà hoang, ăn vận những bộ đồ lôi thôi, rách nát. Chỉ có những củ khoai, củ sắn để chống chọi với cơn đói. Một ngày nọ, người em vào rừng chặt củi. Vì quá chú tâm làm việc, anh không để ý mặt trời đã lặn từ khi nào. Khi anh sực tỉnh ra, không gian xung quanh đã nhanh chóng trở nên tối tăm. Anh vội vàng gom lại những đống củi, thở dài mệt nhọc. Trời tối mất rồi, giờ mới quay về ngôi nhà hoang thì muộn quá. Thôi, ta cứ nằm nghỉ dưới gốc cây cổ thụ kia cũng được vậy. Nghĩ vậy, người em liền đặt bó củi và chiếc dựa sang bên cạnh, rồi nằm bắt chân dưới gốc cây cổ thụ. Vì quá mệt mỏi nên khi chỉ vừa đặt lưng, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng lúc đó, giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, đột nhiên tiếng ồn ã vang lên, náo động cả một vùng. Một bầy khỉ bỗng từ đâu xuất hiện. Chúng vừa đi vừa nô đùa, khoác vai bá cổ nhau.
Bỗng chúng chú ý đến một hình dáng kỳ lạ dưới gốc cây cổ thụ. Chúng liền hiếu kỳ kéo đến xem. Bầy khỉ vây quây xung quanh người em với vẻ tò mò. Chúng bàn bạc xôn xao. Sao lại có người chết ở đây nhỉ? Nó cứ nằm ở đây thì làm sao chúng ta vui đùa được? Khẹt khẹt, chúng ta phải khiêng nó đi chôn thôi. Tưởng rằng người em đã chết, bầy khỉ xúm lại khiêng người em đi chôn. Chúng nhấc anh lên cao, di chuyển anh một cách cẩn thận. Người em lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc. Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy mình đang ở trên tay một bầy khỉ. Dù rất sợ hãi, nhưng anh không dám kêu lên, sợ đánh động bầy khỉ. Anh lo lắng nghĩ thầm. Không biết chúng định đem mình đi đâu. Bầy khỉ cứ thế khiêng người em đi. Vừa đi chúng vừa xì xào bàn tán. Khẹt khẹt, bây giờ chúng ta chôn nó ở đâu? Hố vàng hay hố bạc? Con khỉ đầu đàn to nhất bèn lên tiếng. Khẹt khẹt, chôn nó vào hố vàng đi. Nghe nhắc đến hố vàng, người em rất ngạc nhiên. Anh quyết định tiếp tục giả vờ như đã chết để xem lũ khỉ sẽ đưa anh đến đâu. Lũ khỉ đưa anh đi một quãng đường rất xa, đến một cái hố sâu. Chúng liền thả anh xuống hố, rồi kéo nhau bỏ đi mất. Người em bị ném xuống, khắp người đau ê ẩm. Nhưng khi vừa đứng dậy, anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy xung quanh mình toàn là những thỏi vàng lớn. Ôi, một cái hố đầy vàng. Ta đang nằm mơ chăng? Trời thương ta rồi. Người em liền nhét vàng đầy các túi quần, túi áo của mình. Nhờ số vàng đó, người em đã có vốn làm ăn. Anh nhanh chóng trở nên giàu có, cất được ngôi nhà riêng. Một ngày, anh quyết định đến thăm anh trai của mình. Anh vui vẻ thưa chuyện với anh trai. Ít lâu nay, em làm ăn có khấm khá một chút, nên đã làm được một ngôi nhà nho nhỏ. Mai là ngày giỗ cha, em có làm vài mâm cơm, mời anh về nhà em ăn giỗ. Người anh nhìn chăm chăm vào bộ quần áo sang trọng người em đang mặc, nghĩ thầm. Quái, rõ ràng bộ đồ trên người nó rất sang trọng, còn hơn cả của ta nữa. Không biết thời gian vừa rồi, nó làm ăn gì mà nhanh giàu thế? Thế là người anh liền giả bộ sởi lời, nói. Được thôi, chú đã có lòng thì anh xin nhận. Ngày giỗ đã đến, người anh trai vội vã đến nhà em. Anh ta trợn tròn mắt khi nhìn thấy trước mắt mình là một ngôi nhà khang trang hơn mình rất nhiều. Anh ta ngay lập tức hỏi dò người em. Từ ngày ấy đến giờ, chú mày làm ăn kiểu gì mà phát tài thế? Chỉ cho anh với. Người em hiền lành, không chút mảy may giấu giếm, liền thuật lại toàn bộ sự việc cho người anh nghe. Từ việc anh ngủ quên trong rừng, cho đến việc được lũ khỉ ném xuống hố vàng, người anh lắng nghe không chớp mắt. Nghe xong, anh ta lập tức mở lời. Tuyệt thật! Chú có thể cho anh mượn cây đực dựa ấy không? Bắt chước người em, người anh cũng mang cây đực dựa vào rừng, tìm đến gần gốc cây cổ thụ. Rồi hắn đặt mình xuống, giả vờ nhắm mắt ngủ. Quả nhiên bầy khỉ lại xuất hiện, vừa đi vừa nô đùa, khoác vai nhau. Chúng dừng lại chỗ người anh đang nằm và bàn bạc với nhau. Khẹt khẹt, lại có người chết, chúng ta phải chôn nó thôi. Bầy khỉ khiêng người anh đi đến một sườn núi, vừa đi vừa rì rầm. Chôn nó ở đâu bây giờ? Chôn hố vàng hay hố bạc? Con khỉ đầu đàn tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi nói. Khẹt khẹt, lần trước chúng ta đã chôn một người ở hố vàng rồi, lần này phải chôn ở hố bạc thôi. Bầy khỉ đồng thanh. Được, chôn hố bạc, chôn hố bạc. Người anh ở phía trên nghe thấy vậy thì vội cựa quậy kêu to lên. Không,
Tao muốn hố vàng, hãy chôn tao vào hố vàng. Bảy khỉ giật mình sợ hãi, chúng hét to bảo nhau. À, nó còn sống, chạy mau. Bảy khỉ cuống cuồng chạy trốn, chúng quăng người anh xuống sườn núi, chạy tan tác mỗi con một ngả. Người anh bị ném xuống núi, thét lên tiếng kêu kinh hãi, tuyệt vọng. Thế là hắn đã bị trừng phạt vì thói tham lam, bạc béo của chính mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Canh mộ gia. Ngày xưa, có một ông lão có ba người con trai. Hai người anh thông minh, lanh lợi, còn người em út thì mọi người đều gọi là thằng ngốc. Một ngày kia, người cha lâm bệnh nặng, linh cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu, nên ông cho gọi cả ba người con đến và nói lên ước nguyện của mình trước khi lâm chung. Đó là ba đêm đầu tiên sau khi ông mất, lần lượt các con hãy đến canh phòng nắm mộ của ông. Kìa, hai anh đi đâu thế? Dù sao cha cũng đã mất rồi, có buồn có thương thì cũng phải nén lại để về nhà làm ăn chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi đây khóc lóc mãi hay sao? Các anh còn nhớ tâm nguyện của cha chứ? Đêm nay anh cả sẽ canh giữ mộ cha chứ? Chẳng lẽ anh đã hứa rồi lại quên hay sao? Ai cũng gọi cậu là kẻ ngốc đúng chả sai. Nếu cậu muốn ở nơi hoang vu này suốt đêm thì cứ việc đi. Cả ngày hôm nay lo ăn táng cha, tôi đã mệt bã rồi. Bây giờ tôi cần phải trở về nhà để nghỉ ngơi. Phả lại tôi cũng không ngốc đến nỗi canh mộ của người cha đã khuất đâu. Thế nha, cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Vậy thì mình phải ở lại. Đây là tâm nguyện cha đã cẩn thận dặn dò mà. Khi cha còn sống, mình đã chưa thể báo hiếu được cho cha. Bây giờ cha mất đi rồi, mình sẽ phải giúp cha thực hiện tâm nguyện cuối cùng này. Chuyện gì xảy ra bên mộ cha thế này? Không lẽ nào cha? Đừng sợ con trai, là cha đây. Tại sao lại là con đến canh giữ mộ cha đêm nay? Bởi vì đêm đầu tiên phải là anh cả con, đêm thứ hai là anh thứ, chỉ đến đêm thứ ba mới đến lượt con mà. Có phải hai anh của con đều đã quên lời hứa với cha rồi không? Cha, đúng là cha rồi. Cha về với anh em con phải không cha? Kìa con trai, hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Anh cả con đâu? Tại sao con lại ở đây đêm nay? Dạ thưa cha, là vì anh cả mệt nên con đến thay, chứ không phải anh con quên lời hứa với cha đâu. Cha đừng giận anh con nha cha. Thôi được rồi, cha hiểu rồi. Cốt là con không quên cha. Con hãy cầm lấy chiếc còi bạc này. Khi con thổi còi, một con ngựa bạc sẽ hiện đến mang theo bộ quần áo bạc. Khi con không cần đến nữa, hãy thổi vào đầu kia còi, mọi thứ sẽ biến mất. Còn bây giờ con về nhà nghỉ đi, không cần canh giữ nữa. Nhưng nhớ con không được nói với ai về chuyện gặp cha đâu. Cha ơi, sao cha đã vội bỏ con mà đi thế cha ơi? Vâng lời người cha, cậu em út ngốc nghếch cầm chiếc còi bạc trở về nhà, nhưng tuyệt nhiên không nói với hai người anh về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cha đêm qua. Đêm qua em đã canh mộ cha rồi, tối nay anh hãy đến canh mộ cha đi. Dù mệt một chút nhưng anh em mình đã hứa với cha thì cũng nên thực hiện cho phải đạo, nếu không cha sẽ buồn lòng lắm đó anh à. Chỉ có kẻ ngốc như cậu mới làm cái chuyện ngớ ngẩn như thế thôi. Với lại mưa như đổ nước thế kia, đi đứng kiểu gì? Tốt hơn là cậu để tôi đi ngủ, phiền quá đi. Thôi đành vậy, đêm nay mình sẽ ra canh mộ cha hai anh thứ. Vẫn là con út của cha đến canh giữ mộ đêm nay. Vậy các anh con đâu rồi? Chẳng lẽ chúng mệt tới thế kia ư? Hay là vì chúng cho rằng tâm nguyện của cha ngớ ngẩn nên phải tay bỏ qua? Không phải như vậy đâu cha. Chuyện là đêm nay mưa quá, anh thứ con lại vừa mới bị cảm, nên con nói để con đi thay anh ấy. Chứ lúc đầu anh thứ cũng một mực nói để anh đi canh mộ cha mà. Cha đừng nghĩ ngợi nhiều nha cha. Thôi được rồi, cha hiểu. Không sao con ạ, là vì con không quên cha, còn bọn chúng thì ngược lại. Nhưng thôi, dẫu sao ta cũng chỉ là người cha quá cố,
đâu thể bắt được ai nhớ tới mình, làm theo mình đâu. Nên cuối cùng cũng chỉ có mình con hãy cầm lấy chiếc còi vàng này. Khi con thổi còi, một con ngựa vàng sẽ hiện đến mang theo lễ phục bằng vàng. Khi con không cần đến nữa, hãy thổi vào đầu kia còi, mọi thứ sẽ biến mất. Giờ con mau về đi, mưa ngấm hết vào người rồi. Về sớm kẻo ốm nghe con. Và cũng đừng quên lời cha dặn, không được nói với ai về việc con gặp cha đâu. Hôm nay đã là tối thứ ba, chàng ngốc muốn một trong hai anh hãy ra canh giữ nấm mồ theo tâm nguyện của người cha. Nhưng cả hai người anh đều nằng nặc từ chối, nhất định không làm theo vì họ cho rằng đó là việc vớ vẩn. Vì vậy không còn cách nào thuyết phục hai anh, chàng ngốc lại một mình trong đêm bên cha. Không lẽ những người con luôn được người đời khen ngợi là thông minh, hiếu thảo lại quên ý nguyện cuối cùng của ta rồi sao? Vậy là cuối cùng chỉ có đứa con ngốc nghếch của ta không quên ta, đúng không? Con xin cha đừng buồn, vì các anh nói rằng đêm thứ ba này chính là đến lượt con đến canh giữ mộ cha, nên các anh mới không tới. Nhưng không sao đúng không cha? Vì như vậy con sẽ được gặp cha thêm một lần nữa. Không sao Út à, còn có con không quên cha thì cha đã hạnh phúc lắm rồi. Đây là chiếc còi kim cương, khi thổi còi một con ngựa kim cương sẽ xuất hiện mang theo bộ lễ phục bằng kim cương. Khi con không cần đến nữa, hãy thổi vào đầu kia còi, mọi thứ sẽ biến mất. Út à, từ đêm mai con không phải cất công tới đây canh giữ mộ cha nữa đâu. Sự hạnh phúc sẽ đến với con. Giờ là lúc cha phải đi rồi, hãy nhớ lời cha dặn nha. Cha ơi, cha hãy yên nghỉ cha nha. Chúng con nhất định sẽ sống tốt, chúng con sẽ không để cha phải phiền lòng về chúng con đâu ạ. Nhà vua sẽ gả công chúa cho ai? Cưỡi ngựa phóng lên được cọn núi Pha Lê cao nhất vương quốc này, đón công chúa hồi cung. Công chúa hiện đang chờ ở dinh thự trên đỉnh núi. Không những thế, người đó sẽ được nhà vua trao lại cả giang sơn. Được gả công chúa là được trao cả giang sơn ư? Đúng là một cơ hội để thử vận may. Nhất định ta phải sắm một con ngựa thật tốt để không bỏ qua cơ hội này. Phải sắm con ngựa tốt nhất thôi, dù tốn tới mấy cũng được, miễn là ta có được nàng. Đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một hay sao? Chúng ta nhất định sẽ thử. Và ta tin rằng chúng ta sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến giành lấy nàng. Hãy đi tậu lấy những con ngựa dũng mãnh, chiến thắng này sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Bất cứ chàng trai nào cũng có thể tham gia cuộc chiến này ư? Vậy các anh cho em mượn ngựa với nha, em cũng muốn thử sức nữa. Ngốc nghếch, cù mì như chú mà cũng đòi lấy công chúa ư? Hãy quên mộng ấy đi, hãy trở về thực tại là chàng ngốc nghèo kiết xác đi. Rất nhiều hoàng tử từ khắp muôn nơi đều vội vàng phóng ngựa lên núi Pha Lê, và hai người anh của Ngốc cũng không ngoại lệ. Ngốc nhớ lại vật báo của cha đã trao lại cho mình, chàng bèn ngồi thổi chiếc còi bạc. Ngay tức khắc hiện ra con ngựa bạc. Chúng ta lên đường thôi. Trời ơi, vị kỵ sĩ từ nơi nào đến? Wow, thật choáng ngợp. Ăn đứt các hoàng tử phương xa kia, thế này chẳng mấy chốc mà vị ấy lên được đỉnh núi Pha Lê mà thôi. Nhưng ngựa bạc phi lên chưa được nửa sườn núi, móng đã mòn, khiến chàng ngốc vô cùng lo lắng. Lần này không được rồi, Pha Lê đã bào mòn móng ngựa bạc, ta phải đánh ngựa quay trở lại chân núi thôi. Trên đường về, Ngốc đuổi kịp hai người anh của mình. Chàng liền vung roi quất cho mỗi người một roi lằn lưng, rồi phóng đi tiếp một mạch. Hai anh làm gì ở chỗ núi Pha Lê ấy? Đã leo được lên đó chưa? Mà ai mặc quần áo giáp bạc, cưỡi ngựa bạc chạy qua quất roi vào lưng các anh thế? Chẳng lẽ tên đó khiến hai anh đau đớn đến mức phải bỏ về trước hay sao? Làm sao mà cậu trông thấy mọi chuyện ấy? Không lẽ cậu đã mượn được ngựa để phóng lên tới đó hay sao? Ai người ta dám giao ngựa cho một kẻ ngốc như em chứ? Chẳng qua em leo lên cây tùng và nhìn thấy tất cả thôi. Chết tiệt, vì mày mà anh em tao phải mất mặt trước tên ngốc kia. Sáng ngày hôm sau, hai người anh lại đóng yên cương ngựa và lần thứ hai thử phóng lên đỉnh núi Pha Lê đi tìm cơ hội cho mình. Ừ trời, hôm trước là kỵ sĩ bạc, nay là một kỵ sĩ cưỡi ngựa vàng. Nếu người này mà không chinh phục được đỉnh núi thì chẳng còn ai có cơ hội nữa. Ngựa vàng cũng không đủ sức leo núi rồi, tại sao cứ phóng nửa đường móng ngựa lại bị bào mòn thế này? Chẳng lẽ ta lại quay về một lần nữa hay sao? Ngốc hiểu mình không thể leo lên được núi, bèn quay ngựa lại và phi đi thẳng. Đến khi đuổi kịp được hai anh trai, Ngốc lại vung roi quất cho mỗi người một chiếc nên thân,
rồi phóng như bay về trước. Lần trước là tên kỵ sĩ bạc, lần này lại là tên kỵ sĩ vàng ra tay với chúng ta. Mình có thù oán gì với hắn chứ, nhưng cũng không thể trùng hợp tới cả hai lần như vậy được. Hình như hai anh lại không gặp may, lại bị bổi người một roi lằn lưng, là roi của một kỵ sĩ vàng. Từ trên mái nhà em đã thấy rõ mọi chuyện. Mày đi theo chúng ta sao? Có phải vì chúng ta không cho chú mày mượn ngựa nên khi thấy cảnh đó chú mày hả hê lắm đúng vậy không? Không cần hỏi nhiều, đốt nhà đi, tức không chịu nổi nữa. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chinh phục đỉnh núi, còn mày ngay cả nhà cũng đừng hòng có mà ở. Cha ơi, lần này nhất định con sẽ đoạt được hạnh phúc, con sẽ không phụ lòng cha đâu. Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi, một kỵ sĩ kim cương. Đây hẳn là phò mã và người trị vì mới của vương quốc này. Ngốc phóng tới núi pha lê và bay lên cao. Những mảnh pha lê vỡ bắn tung té tứ phía, móng ngựa kim cương sắc, và thế là Ngốc đã lên được đỉnh núi pha lê. Công chúa bước ra ngỡ ngàng nhìn chàng Ngốc trong bộ lễ phục kim cương. Nàng hạnh phúc trao chiếc nhẫn của mình cho chàng giữa đỉnh núi tráng lệ và cùng chàng trở về cung điện. Không thể ngờ được, kỵ sĩ kim cương ấy chính là cậu Út. Tại sao cậu ta có được những thứ đó chứ? Phò mã, không phải, chúng thần xin kính chào đức vua. Trước kia chúng thần có điều không phải với ngài, mong ngài hãy nghĩ tới tình nghĩa anh em ruột ra mà bỏ qua cho chúng thần ạ. Dù em là ai đi nữa, hai anh vẫn là các anh trai của em. Kỵ sĩ bạc và kỵ sĩ vàng hôm trước quất roi vào các anh cũng chính là em. Em chỉ muốn các anh hối lỗi về việc đã không hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha. Hai anh cũng nên bỏ tính nóng giận của mình đi. Đây là những chiếc còi của cha dành cho chúng ta trước khi ông rời khỏi thế gian này mãi mãi. Ông vẫn luôn dành tình yêu và sự quan tâm cho anh em mình. Hai chiếc còi này thuộc về hai anh. Trời ơi, thì ra mọi chuyện là như vậy. Chúng con thật bất hiếu với cha. Cha ơi, chúng con phải làm gì để chuộc lỗi với cha đây? Cha ơi! Chuyện đã qua rồi, các anh đừng bận tâm thêm nữa. Quan trọng là giờ các anh phải sống sao để không phụ lòng cha. Hai người anh sau đó đã toàn tâm tu dưỡng tính cách, trở thành những thanh niên tốt. Họ đi khắp thế gian tìm kiếm hạnh phúc. Còn cậu Út Hiếu Thảo thì ở lại trị vì vương quốc. Chàng sống hạnh phúc thật lâu bên công chúa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!